Còn cái sự hình thành của trái đất và con người ra đời á, thì nó có đi ngược lại với khám phá khoa học hay không? Thì sư xin thưa với quý vị là những cái mà chúng ta gọi là khoa học là họ chứng minh là những cái phát minh trước là nó chưa chính xác. Và tất cả nó cũng chỉ mới là giả thuyết thôi. Ví dụ như nguồn gốc hình thành của trái đất thì nó chỉ cũng là cái giả thuyết. Đó. Và cái rất nhiều những nhà khoa học phản đối cái thuyết tiến hóa của Newton, thuyết tiến hóa của Darwin. Rất nhiều nhà khoa học phản đối thuyết tiến hóa của Darwin, tại vì nếu như chúng ta nói là nó có cái xin chỉ nói là cái lập luận của những cái nhà khoa học, xin thưa những nhà khoa học này không phải là chỉ do họ ở bên Thiên Chúa giáo cho nên là họ phản đối. Có những nhà khoa học họ không có thuộc Thiên Chúa giáo họ vẫn phản đối. Họ phản đối dựa trên một cái lập luận á, là tại sao những cái bằng chứng về cái sự tiến hóa nó không có cái lớp đệm ở giữa. Ví dụ như từ cái loài người này, từ cái một cái con này nó chuyển qua cái con khác, nó không có cái lớp đệm ở giữa, nó là không có những cái bằng chứng hóa thạch nó nằm ở cái sự mà chuyển giao, thì họ không có, không thấy. Thành ra nhiều nhà khoa học thì họ phản đối cái thuyết tiến hóa của Darwin. Và sư thì sư không phải nhà khoa học, nhưng mà như thế này, ở trên thế giới đó có nhiều nền văn minh bị chôn vùi mà cho tới thời nay cái sự tồn tại của những nền văn minh đó, giới khoa học vẫn coi đó là một điều bí ẩn. Ha. Ví dụ như nền văn minh Atlantis, nền văn minh Inca, rồi có những nền văn minh như vậy bị chôn vùi, biến mất hoàn toàn, và người ta đưa ra rất nhiều những giả thuyết về cái sự tồn tại của một nền văn minh tiên tiến, và các nhà khoa học nó vẫn là một cái dấu chấm hỏi với các nhà khoa học. Thì trong Kinh Tạng á, có những cái đoạn kinh như thế này, đó là vào cái thời mà chúng sanh sống thiện nhiều mà bất thiện rất là ít á, thì khi mà người ta phạm tội đó, ví dụ như phạm tội trộm cắp, thì nhà vua đó, cái người đứng đầu của cái xã hội đó không có cho hình phạt mà chỉ khuyên thôi đừng có phạm cái tội đó nữa. Đó, hoặc là nếu nghèo quá thì cho tiền. Nhưng mà dần dần á, họ tái phạm hoài đó, thì những cái người đứng đầu xã hội mới ra quyết định là trục xuất những cái con người đó ra khỏi cái xã hội của họ. Thì để mà giữ lại ở trong xã hội đó, giữ lại những người ở trong xã hội chỉ là những người thiện thôi, còn những người ác á, họ trục xuất ra ngoài. Thì nó có một khả năng là những cái hóa thạch, những cái khám phá mà chúng ta tìm thấy đó, loài người tìm thấy được, thì xuất phát từ những cái con người bị trục xuất ra đó, họ đi ra rồi họ bắt đầu họ sinh sôi, họ nảy nở, mà do bản thân họ là sống ác cho nên là cái sắc đẹp của họ là có vấn đề đó. Rồi những con người hiền thiện, cái nền văn minh của họ rất là tiên tiến, và cho đến đương nhiên là cái gì cũng vậy, có còn thì có mất, có lên thì có xuống. Thì cho đến một cái giai đoạn mà trong kinh mô tả đó, cả một vương quốc biến mất trong một đêm, vì những cái do cái nghiệp của họ. Ví dụ như do sóng thần cuốn trôi, như quý vị thấy là đại lục Atlantis nó chìm xuống dưới đáy biển, hoặc là do núi lửa, hoặc là do động đất nó nuốt trọn cái nền văn minh ở đó. Cho nên có nhiều nền văn minh cổ đại mà các nhà khoa học tìm thấy
Nhưng mà họ chỉ là dự đoán, họ chỉ đoán thôi là những nền văn minh đó rất tiên tiến, nhưng mà họ không tìm thấy cái gọi là cái xương cốt, họ tìm không ra, họ tìm không ra, họ chỉ thấy là dựa trên những cái phế tích do các cái công trình mà xin thưa đô theo kinh tạng nó chỉ là số ít thôi, mà có nhiều công trình nó bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Và tại sao những cái bộ xương đó, chúng ta gọi là những cái xác đó, bộ xương nó không có hóa thạch, là nếu như quý vị đọc cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ thì quý vị cũng thấy rằng cái sắc pháp, có nghĩa là cái cấu tạo vật chất của loài người thuở sơ khai đó, khi mà họ làm thiện nhiều á, cái sắc pháp của họ nó rất là nhẹ, nó rất là nhẹ, và chính vì nó rất là nhẹ, nó rất là vi tế, thành ra nó không có nặng nề như loài người bây giờ, thành ra cái xương của họ nó rất dễ phân hủy, và thậm chí nó không để lại những cái vết tích đó. Thì cái này nói gì thì nói, thì sư cũng không có yêu cầu quý vị phải tin cho bằng được. Tại vì đó, cái quan trọng của cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó là gì? Đó là cho chúng ta thấy cái sự sa đọa của loài người từ khi thiện rất là nhiều, nhưng mà bởi do tham ái, bởi do sân hận, bởi do ngạo mạn mà dần dần các pháp bất thiện tăng trưởng. Khi các pháp bất thiện tăng trưởng thì các phước nó giảm thiểu. Đó là cái nội dung chính của cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Để chúng ta rút ra một bài học á, là chúng ta nên giảm thiểu những cái pháp bất thiện, để chi? Để cho các cái phước của chúng ta, các cái quả lành nó tăng trưởng, và nó bớt dần đi những cái sự đau khổ do các pháp bất thiện cho quả. Đó là cái chính, cái nội dung chính. Còn những cái hoa lá cành thì tin cũng được, mà quý vị không tin thì xin thưa nó cũng không có hại gì ha.